Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1416. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 10% lên thêm 300 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Cộng từ ngày 1 tháng 9. Thượng viện chuẩn thuận bà Kelly Craft là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Mỹ rút khỏi Hiệp ước Hỏa tiễn hạt nhân với Nga. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thảo luận sâu rộng với quan chức Trung Cộng. Bắc Hàn gia tăng áp lực với các vụ phóng hỏa tiễn mới đây. Tổng thống Trump củng cố kế hoạch nhập cảng thuốc Tây rẻ từ Canada. Elizabeth Warren và Bernie Sanders cùng bảo vệ Medicare for All trong cuộc tranh luận. Và sau cùng là đến lượt hàng ngàn công chức Hồng Kông cũng xuống đường. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Donald Trump vào thứ Năm ngày 1 tháng 8 thông báo Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 10% lên thêm 300 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Cộng nhập cảng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Trong bài đăng trên Twitter, Tổng thống Trump nói các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang diễn ra và trong quá trình này, Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 9 sẽ bắt đầu đánh thuế 10% lên thêm 300 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Cộng. Thông báo đầy bất ngờ này được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ và Trung Cộng vừa tái khởi sự đàm phán thương mại tại Thượng Hải trong tuần này. Tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng cuộc gặp tại Thượng Hải giữa các viên chức mang tính xây dựng, Trung Cộng đã hứa sẽ tăng mua hàng nông sản Hoa Kỳ và hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau tại Washington vào đầu tháng 9. Sau thông báo đánh thuế của Tổng thống Trump, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất 304 điểm vào thứ Năm, xóa gần hết số điểm tăng thêm trước đó trong ngày. Hiện chưa rõ điều gì khiến Tổng thống Trump đột ngột hủy đình chiến thương mại. Các dòng tweet của Tổng thống được đăng sau khi ông Trump có cuộc họp với Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin và đại diện thương mại Robert Lighthizer để nghe báo cáo về cuộc họp của họ với đối tác Trung Cộng tại Thượng Hải. Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài hơn một năm rưỡi. Hoa Kỳ hiện đang đánh thuế 25% đối với 200 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Cộng. Bắc Kinh đã đáp trả tương tự và nói rằng thỏa thuận thương mại sẽ không thể thực hiện trừ khi Washington hủy bỏ các khoản thuế hiện tại. Tin Hoa Thịnh Đốn, thứ Tư ngày 31 tháng 7, Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận bà Kelly Craft, hiện là đại sứ Hoa Kỳ tại Canada, trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Đảng Dân Chủ phản đối khi cho rằng bà Craft quá thiếu kinh nghiệm cho vị trí này. Với 56 phiếu thuận và 34 phiếu chống, việc bổ nhiệm này đã kết thúc thời kỳ 7 tháng mà Hoa Kỳ không có phái viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Trump đã đề cử bà Craft, 57 tuổi, cho vị trí đại sứ tại Liên Hiệp Quốc sau lời giới thiệu từ lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Bà Craft đã phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ một số thành viên đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên dân chủ hàng đầu trong Ủy ban đối ngoại, nhận định rằng bà Craft thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp cho vị trí này. Bà Craft, vợ của một tỷ phú ngành than, gây ra tranh cãi từ khi nhận chức vụ đại sứ ở Ottawa, vì phát biểu trên đài truyền hình Canada rằng bà tin vào cả hai phía của cuộc tranh luận biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại phiên điều trần xác nhận chức vụ mới, bà Craft thừa nhận rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa toàn cầu và cam kết sẽ rút khỏi bất kỳ cuộc đàm phán nào của Liên Hiệp Quốc về vấn đề liên quan đến than đá. Theo Reuters, những người ủng hộ bà Craft gọi bà là một nhà đàm phán cứng rắn trong thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico và là người đã thiết lập mối quan hệ làm việc tốt với cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Tin tổng hợp Mỹ hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 8 chính thức rút khỏi Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga sau khi xác định rằng mặt tư khoa vi phạm Hiệp ước, điều mà Điện Cẩm Linh đã nhiều lần phủ nhận.
Cùng ngày, Nga cho biết họ đề nghị Mỹ tuyên bố và thi hành lệnh cấm tạm thời đối với việc triển khai hỏa tiễn hạt nhân tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Hiệp ước INF cấm các hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường phóng từ mặt đất với tầm bắn 500 đến 5.500 km. Việc hủy hiệp ước đồng nghĩa là cả Hoa Thịt Đốn và Mạc Tư Khoa đều được tự do phát triển và triển khai các hỏa tiễn như vậy. Hoa Kỳ sẽ không còn là một bên tham gia một hiệp ước mà Nga cố tình vi phạm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố về việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước, việc Nga không tuân thủ hiệp ước gây nguy hiểm cho lợi ích tối cao của Hoa Kỳ khi Nga phát triển và triển khai trên thực địa hệ thống hỏa tiễn vi phạm hiệp ước, thể hiện mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi, ông Pompeo nói. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đề nghị giấu tên, cho biết Nga đã triển khai nhiều hỏa tiễn hành trình trên khắp nước Nga là loại vi phạm hiệp ước, kể cả ở miền Tây nước Nga, có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng của châu Âu. Nga phủ nhận cáo buộc đó, nói rằng tầm bắn của loại hỏa tiễn đó nằm ngoài quy định của hiệp ước. Chúng tôi đã đề nghị với Hoa Kỳ và các nước NATO khác rằng họ cân nhắc cẩn thận tuyên bố của một lệnh cấm tạm thời tương tự để áp dụng đối với việc triển khai các hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung như của chúng tôi, giống như tuyên bố của ông Vladimir Putin, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov phát biểu và được hãng thông tấn TASS trích dẫn lại. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga không muốn có một cuộc chạy đua vũ khí và ông đã hứa rằng ông sẽ không phát triển hỏa tiễn của Nga trừ phi Hoa Kỳ làm như vậy trước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 2 tháng 8 bác bỏ đề nghị của Nga về lệnh cấm tạm thời, nói rằng đó không phải là một lời đề nghị đáng tin cậy vì Mạc Tư Khoa đã phát triển hỏa tiễn bất hợp pháp rồi. Không có hỏa tiễn mới của Hoa Kỳ, không có hỏa tiễn mới của NATO ở châu Âu, nhưng ngày càng có nhiều hỏa tiễn mới của Nga, ông nói. Một số chuyên gia tin rằng việc hiệp ước bị hủy bỏ có thể làm suy yếu các thỏa thuận khác về kiểm soát vũ khí và đẩy nhanh sự suy yếu của hệ thống toàn cầu được thiết kế để ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân. NATO cho hay họ đã đồng ý về một số các biện pháp phòng thủ để ngăn chặn Nga. Sự đáp trả này sẽ có giới hạn và chỉ bao gồm vũ khí thông thường, NATO cho biết. Tin tổng hợp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Cộng, ông Vương Nghị, hôm ngày 1 tháng 8, đã lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp trong năm nay. Và theo Reuters, ông Vương cho biết rằng họ đã thảo luận về cách thức thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung, bất chấp các xáo trộn gần đây. Ông Vương nói, sau cuộc gặp khoảng 30 phút, nhiều lần có các vấn đề giữa Trung Cộng và Mỹ, nhưng dù có bao nhiêu vấn đề đi nữa, điều quan trọng là đôi bên ngồi lại và có các cuộc trao đổi trực tiếp. Theo Reuters, hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Cộng đang có mặt tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham dự các cuộc họp về an ninh với quan chức các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Sau cuộc gặp, ông Pompeo viết trên Twitter rằng ông đã có cuộc thảo luận sâu rộng với ông Vương về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Hàn và các chủ đề khác. Khi nó thúc đẩy các quyền lợi của Mỹ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng, ông nói. Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với những người đồng nhiệm Đông Nam Á, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ kêu gọi các nước khác ở khu vực chọn phe, dù ông nhấn mạnh tới cam kết chủ quyền quốc gia, pháp quyền và nhân quyền, những vấn đề Reuters nói là nhạy cảm với Trung Cộng. Cả ông Pompeo lẫn ông Vương không đề cập tới vấn đề Biển Đông, vốn hiện căng thẳng vì vụ tàu Trung Cộng và Việt Nam đối đầu ở bãi Tư Chính. Theo ông Vương, Ngoại trưởng Pompeo nói rõ rằng Washington không có ý định kiểm tỏa sự phát triển của Trung Cộng và tái xác nhận cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Cộng liên quan tới Đài Loan. Quan chức ngoại giao Trung Cộng cũng nói rằng Bắc Kinh hoan nghênh sự sẵn lòng của Washington nhằm tái tục
các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Bắc Hàn, cũng như sẵn sàng kiến tạo các điều kiện thuận lợi để giúp tái khởi động các cuộc đàm phán. Tin Bình Nhưỡng, Bắc Hàn hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 8 lại phóng hỏa tiễn lần thứ 3 trong vòng 8 ngày. Đây là một loạt các vụ phóng mà các nhà phân tích cho rằng được thực hiện để cải thiện khả năng quân sự và gây áp lực cho Mỹ và Nam Hàn, và lúc hai nước này tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các quan chức Hoa Kỳ đã nói giảm nhẹ về các vụ phóng. Tiến trình ngoại giao có thể có một số khó khăn, nhưng các cuộc đối thoại với Bắc Hàn đang diễn ra, thậm chí là ngay cả lúc này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại Bangkok, nơi ông đang dự một hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Khi Tổng thống Trump được hỏi tại Tòa Bạch Ốc trước khi ông bắt đầu chuyến đi vận động bầu cử của ông đến tiểu bang Ohio, là ông có nghĩ rằng chủ tịch của Bắc Hàn đang thử thách ông hay không? Ông Trump nói rằng các vụ phóng không vi phạm các lời hứa của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Ông Trump cũng nói rằng các hỏa tiễn được phóng là loại tầm ngắn. Chúng tôi đã hoàn toàn không có thỏa thuận về điều đó. Tôi thấy không có vấn đề gì, ông phát biểu. Các bộ trưởng ngoại giao tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á gồm 18 quốc gia do ASEAN tổ chức bày tỏ lo ngại rằng các vụ thử hỏa tiễn ở Bắc Hàn gây ra tác động tiêu cực đối với các nỗ lực hòa bình. Một quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, sau cuộc gặp, đại diện của Anh, Pháp và Đức kêu gọi Bắc Hàn tiến hành đàm phán có ý nghĩa với Mỹ và nói thêm rằng các lệnh trừng phạt quốc tế cần phải được thực thi đầy đủ cho đến khi Bình Nhưỡng dỡ bỏ các chương trình hỏa tiễn, đạn đạo và hạt nhân. Ông Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn được áp dụng đầy đủ. Ông Pompeo cũng cho biết ông thất vọng về việc người đồng cấp Bắc Hàn đã hủy chuyến đi dự hội nghị ASEAN. Andrei Lenkov, giám đốc nhóm nguy cơ Bắc Hàn, là một nhóm chuyên gia cố vấn, nói rằng các vụ thử hỏa tiễn mới nhất không có nghĩa là Bình Nhưỡng không còn hứng thú về đàm phán với Mỹ. Ngược lại, việc chọn hỏa tiễn tầm ngắn là một dấu hiệu cho thấy hiện tại Bình Nhưỡng vẫn nghiêm túc trong việc tìm cách đạt thỏa thuận với Mỹ, ông viết trong một phóng sự gửi đến cho NK News, một trang web theo dõi tình hình Bắc Hàn. Tin Hoa Thịnh Đốn, thứ Tư ngày 31 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump tiến thêm một bước trong kế hoạch nhập cảng thuốc từ Canada nhằm mang thuốc kê toa rẻ hơn đến Hoa Kỳ. Nhưng ngành công nghiệp dược phẩm đã nhanh chóng phản đối hành động này. Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ cho biết cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm sẽ đề nghị một điều luật cho phép các tiểu bang và các nhóm khác theo đuổi các dự án thí điểm liên quan đến việc nhập cảng thuốc từ Canada. Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ cho phép các nhà sản xuất thuốc mang thuốc rẻ hơn ở ngoại quốc để bán ở Hoa Kỳ. Nhà phân tích Rob Smith của công ty nghiên cứu chiến lược Capital Alpha đã đặt câu hỏi tại sao các nhà sản xuất lại phải tự nguyện hạ giá thuốc ở Hoa Kỳ bằng với giá thuốc ở Canada. Thông báo của HHS được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu giải quyết giá thuốc cao tại Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm 2020. Và sau nhiều thất bại trong việc công bố những chính sách của ông về y tế, lời hứa xóa bỏ Obamacare của ông đến nay vẫn không thể thực hiện. Trước đây, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mở rộng kế hoạch liên kết chi phí của một số loại thuốc cho chương trình Medicare của chính phủ với chỉ số giá quốc tế. Tổng thống Trump cũng ủng hộ một bộ luật định giá thuốc lưỡng đảng để buộc các công ty dược phẩm giảm giá khi giá thuốc tăng hơn mức lạm phát. Vào thứ Tư ngày 31 tháng 7, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Van Hollen đã công bố một điều luật nhằm vào giá của những loại thuốc được phát triển bằng quỹ nghiên cứu liên bang. Tin từ Detroit, trong cuộc tranh luận hôm thứ Ba ngày 30 tháng 7, hai thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders tuyên bố sẽ không công kích lẫn nhau, nhưng họ vẫn phải tự làm cá nhân họ nổi bật để giành lợi thế trước ứng cử viên hàng đầu là cựu phó tổng thống Joe Biden. Theo đó, bà Warren và ông Sanders đã hợp tác để bảo vệ các chính sách mà họ đồng thuận thay vì mâu thuẫn lẫn nhau.
Phần đầu tiên của cuộc tranh luận tập trung vào tương lai của hệ thống y tế của Hoa Kỳ và liệu đảng Dân Chủ có nên chấp nhận bảo hiểm y tế đại chúng, gọi là Medicare for All hay không. Đảng Dân Chủ xem dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng là một trong những ưu tiên hàng đầu, trong khi chính quyền Trump nỗ lực để loại bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, gọi là Affordable Care Act của cựu Tổng thống Barack Obama. Dân biểu John Delaney đã công kích đề nghị y tế đại chúng Medicare for All của bà Warren và ông Sanders đưa ra. Ông lập luận rằng những người Hoa Kỳ nên được tiếp tục sử dụng bảo hiểm tư nhân nếu họ muốn. Sau đó, bà Warren và ông Sanders đều lên tiếng biện hộ cho đề nghị của họ. Theo Reuters, các ứng cử viên có quan điểm khác nhau về chính sách di dân cũng như mâu thuẫn về việc xem hành động vượt biên trái phép là bất hợp pháp. Trong số các ứng cử viên cấp thấp đang nhắm đến mục tiêu tạo ra sự đột phá, cuộc tranh luận vào tối thứ ba có thể là cơ hội cuối cùng đối với một số cá nhân. Theo đó, các ứng cử viên như dân biểu Tim Ryan và cựu thống đốc tiểu bang Colorado John Hickenlooper có nguy cơ không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận thứ ba vào tháng 9 tại Houston. Ủy ban quốc gia Dân Chủ sẽ tăng gấp đôi yêu cầu gây quỹ và bỏ phiếu để chọn ra các ứng cử viên tham gia các cuộc tranh luận tiếp theo vào tháng 9 và tháng 10. Tin Hồng Kông, hàng ngàn công chức Hồng Kông tập hợp tối thứ Sáu ngày 2 tháng 8 để ủng hộ những người biểu tình và kêu gọi nhà chức trách khôi phục niềm tin của người dân dành cho chính quyền vào lúc các cuộc biểu tình leo thang, làm rung chuyển trung tâm tài chính châu Á. Cuộc biểu tình này là lần đầu tiên nhân viên chính quyền ủng hộ và quảng bá cho một cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Các công chức tụ tập ôn hòa với những người biểu tình ở trung tâm của khu kinh doanh. Nhiều người đeo mặt nạ đen để giấu đi danh tính. Tôi nghĩ rằng chính quyền nên hồi đáp các yêu cầu thay vì đẩy cảnh sát ra tiền tuyến làm lá chắn. Cathy Zip, một dân viên chính quyền 26 tuổi nói, một làn sóng biểu tình được lên kế hoạch sẽ diễn ra khắp Hồng Kông vào cuối tuần này, cùng với một cuộc đình công hàng loạt vào thứ Hai ngày 5 tháng 8 ở nhiều ngành như giao thông, trường học và ở các tập đoàn có thể khiến thành phố bị tê liệt. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh, đã được trao trả cho Trung Cộng vào năm 1997, đặt ra một trong những thách thức dân túy nghiêm trọng nhất đối với giới cai trị trong Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh. Các cuộc biểu tình ban đầu nhằm phản đối dự luật dẫn độ hiện đang bị hoãn lại đã trở thành phong trào đòi quyền dân chủ lớn hơn, cũng như đòi nhà lãnh đạo Hồng Kông là Carrie Lam từ chức. Chính quyền thành phố nói hôm ngày 1 tháng 8 rằng 180.000 công chức phải trung lập về chính trị. Anson Chen, cựu chánh vụ ty trưởng, nói rằng một meeting có tính tự phát và các công chức được hưởng quyền hội họp và không thể nói là điều đó làm giảm tính trung lập chính trị. Chen, 39 tuổi, mang mặt nạ đen lớn, nói với phóng viên, tôi hy vọng sẽ làm công chức nhiều năm nữa, nhưng chúng tôi phải hành động ngay bây giờ. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi, đã phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam.
tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn trở về với gia đình sau 8 năm tù đầy. Sáng ngày 2 tháng 8, trên các trang mạng xã hội đã đồng loạt đưa hình ảnh tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã trở về với gia đình tại thành phố Trà Vinh sau 8 năm bị tù đầy. Cũng như nhiều tù nhân lương tâm khác, cô gái can đảm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã phải qua 8 năm trong tù chỉ vì yêu nước. Cô đã bị bắt cùng với cha mẹ của mình vào ngày 2 tháng 8 năm 2011 vì đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng với các biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Trong một phiên tòa diễn ra tại Nghệ An vào ngày 8 và 9 tháng Giêng năm 2013, Minh Mẫn đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế theo cái điều gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Là người ở Vĩnh Long, nhưng Minh Mẫn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam tận trại giam Thanh Hóa. Trong tù, cô đã từng bị ngược đãi, tra tấn. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã từng can thiệp, yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho cô, nhưng bất thành. Cơ quan kiểm ngư Việt Nam nhận hai tàu được nâng cấp của Nhật. Cơ quan kiểm ngư Việt Nam đã được bàn giao hai tàu kiểm ngư được sửa chữa, nâng cấp với tài trợ của Nhật Bản. Trang mạng tin tức quốc phòng trên Navy International hôm ngày 1 tháng 8 cho biết hai tàu mang ký hiệu KN-595 và KN-596 đã được công ty đóng tàu Hồng Hà giao cho cơ quan kiểm ngư vào ngày 30 tháng 7. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời phỏng vấn của trang mạng trên xác nhận hôm 2 tháng 8 rằng hai tàu kiểm ngư này là một phần trong gói viện trợ gồm 6 tàu kiểm ngư mà chính phủ Nhật Bản đã thông báo vào năm 2014 và được Ngoại trưởng Nhật lúc bấy giờ, ông Fumio Kishida, phê chuẩn vào tháng 8 năm 2014. Trang tin tức quốc phòng trên dẫn lời người phát ngôn Nhật Bản nói rằng Tokyo viện trợ các tàu kiểm ngư cho Việt Nam theo nguyện vọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ trong nỗ lực tăng cường khả năng chấp pháp, giám sát việc tuân thủ luật pháp trên các vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam. Trang thông tin điện tử của cơ quan thủy sản cho biết cơ quan đã nhận hai tàu KN-595 và KN-596 và xác nhận rằng hai chiếc tàu được sửa chữa, cải hoán và nâng cấp từ hai chiếc tàu do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Cơ quan thủy sản cho biết hai tàu KN-595 và KN-596 sẽ được bàn giao lại cho cơ quan kiểm ngư vùng 5 Kiên Giang sử dụng. Lễ bàn giao tàu kiểm ngư có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Dương Thanh Chương và lãnh đạo của Cơ quan Thủy sản, lãnh đạo công ty đóng tàu Hồng Hà. Phát biểu trong buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến nêu bật vai trò của lực lượng kiểm ngư là bảo đảm thi hành pháp luật chuyên ngành thủy sản, phối hợp cứu nạn và tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước. Theo trang tin điện tử của Cơ quan Thủy sản, hai tàu kiểm ngư vừa được bàn giao, mỗi tàu có chiều dài lớn nhất hơn 56m, chiều rộng lớn nhất 9m, lực lượng giãn nước khoảng 1.074 tấn, vận tốc từ 12 đến 14 hải lý, thời gian hoạt động trên biển tối đa là 45 đến 50 ngày đêm trên biển. Hà Nội gần đây đã có những hành động công khai bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt sau khi Trung Cộng đưa tàu khảo sát địa chất DG8 và các tàu hộ tống và hoạt động trong khu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cơ quan thủy sản hôm 29 tháng 7 cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị phát triển chương trình Hải quân Việt Nam, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển để giúp ngư dân bám biển và cùng với các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa Việt Nam. Kính chào quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kiều Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 2 tháng 8 2019. Dow Jones 26.485.01, week to day trừ 2.60% và year to day cộng 13.54%. Nasdaq
8.004.07, week today trừ 3.92% và year today cộng 20.63%. S&P 500 2.932.05, week today trừ 3.10% và year today cộng 16.96%. Giá vàng là 1.453.50 một ounce căn cứ thứ 6 mùng 2 tháng 8 2019. Giá dầu thô $55.19 một barrel cũng thứ 6 mùng 2 tháng 8 2019. Và giá xăng là $2.721 một gallon căn cứ dự kiện từ công ty AAA thứ 6 mùng 2 tháng 8 2019. $1 của Hoa Kỳ tương đương 0.9004 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 mùng 2 tháng 8 2019. Cũng $1 Hoa Kỳ tương đương với 0.822 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.94 đồng Yuan Nhân Dân Tệ Trung Quốc, tương đương với 106.58 của đồng Yen Nhật Bản, tương đương với 65.23 của đồng Rubble của Nga, tương đương với 1.32 của đồng đô la Gia Lão Đại và tương đương với 1.47 của đồng đô la Úc Đại Lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ Năm ngày 1 tháng 8 2019, 30 năm cố định là 3.75% và 15 năm cố định là 3.2%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng 7 2019 có 215.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 8.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 230 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 20 tháng 7 2019, Mỹ có 1.699.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 22.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 7 2019 đã cung cấp 164.000 việc làm mới. Tuy không đạt được bất kỳ vọng, nhưng các chuyên gia kinh tế kết luận rằng rất chắc chắn. Riêng trong tháng 7 đã có thêm 370.000 người gia nhập vào lực lượng lao động hơn thường lệ, nên khiến cho tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 3.7%. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi nhiều ngành nghề khác nhau đã tạo thêm sức mạnh của kinh tế Mỹ. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 7 tăng khoảng 3.2% so với mấy tháng đầu năm 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt thứ nhì, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 2.1%. Là một tỷ số phát triển kinh tế tuy chậm của Mỹ nhưng vẫn vượt trên sự kỳ vọng của các nhà kinh tế và thấp hơn cộng 3.1% của tam cá nguyệt thứ nhất. Bình luận về kinh tế Mỹ, tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi xuống vì thứ nhất, không có kết quả tốt đẹp như mong muốn về cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi đã kết thúc cuộc họp tại Thượng Hải tuần qua. Và thứ nhì, Quỹ Dự trữ Liên bang mặc dù đã cho hạ lãi suất chính trong tuần qua 0.25%, nhưng lại chưa có thời khóa biểu lâu dài cho chương trình được tiếp tục. Thị trường chứng khoán kết thúc tuần lễ với thứ Sáu Dow Jones mất gần 100 điểm hay 0.4%, S&P 500 mất 0.7% và Nasdaq mất 1.3%. Trong khi kinh tế Mỹ hơi chậm lại trong đệ nhị tam cá nguyệt, nhưng giới tiêu thụ của Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, chứng tỏ tỷ số dân Mỹ chấp nhận sự quản trị và chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump lên cao hơn trước nhiều. Thông báo về việc làm từ Bộ Lao động của Mỹ và ngay cả nhận định của New York Times cũng đã tin vào tình trạng kinh tế phát triển tích cực hiện nay. Riêng ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 8, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 2.11%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 2.35%, London FTSE 100 giảm trừ 2.34%, Shanghai Composite giảm trừ 1.41% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 3.11%. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng, nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Mỹ tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và vùng Mũi Hormuz của vùng vịnh Iran tiếp tục gây căng thẳng cho an ninh toàn cầu và thị trường dầu thế giới.
Bộ trưởng Kỹ nghệ dầu của Saudi Arabia đã phát biểu Iran phải chịu trách nhiệm đã gây ra tình trạng an ninh nguy hiểm tại vùng vịnh Iran. Đồng đô la tuần này lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc, so với đồng rublo của Nga, so với đồng đô la Úc Đại Lợi. Đồng đô la xuống giá so với đồng yen của Nhật, nhưng đồng đô la lại không thay đổi so với đồng đô la của Gia Nở Đại. Giá dầu thô hiện đang ở mức 55 đô la 19 cent một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 721 một galon, giá vàng lên mức 1.453 đô la 50 cent một ounce hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 8. Lãi suất mortgage xuống mức 3.75% cho 30 năm cố định và 3.2% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới. Washington sẽ tổ chức một loạt các cuộc thương nghị vào đầu tháng 9 sắp tới để các nước liên hệ về cuộc chiến mậu dịch, mua bán sản phẩm nông nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc, vấn đề cưỡng bách, thuyên chuyển kỹ thuật, quyền tài sản tinh thần và các dịch vụ khác. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.